Không còn là lời đồn đoán, giám đốc quốc gia mới của Miss Universe Việt Nam cho biết đơn vị sẽ tổ chức một cuộc thi để tìm người chinh chiến quốc tế. Vừa qua, lễ ký kết công bố đơn vị sở hữu bản quyền Miss Universe Việt Nam 2023 đã được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh thành công mỹ mãn với sự tham gia của chủ mới tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ, Anja Krajutatip, đương kim Hoa hậu, The EIG ABZIL, Á hậu 2, Andrea Martinez. Công ty cổ phần thương mại Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam sẽ là đơn vị nắm giữ quyền cử thí sinh đến đấu trường quốc tế từ nay về sau. Người được bổ nhiệm trở thành giám đốc quốc gia của Miss Universe Việt Nam là MC Quỳnh Nga. Việc đổi chủ sở hữu đã gây một số ảnh hưởng đến xuất thi quốc tế của Á hậu Thảo Nhi Lê, người dự kiến sẽ đại diện quốc gia dự thi Miss Universe 2023. Do người đẹp đang thuộc quản lý của đơn vị sở hữu cũ Unicorp, nhưng hiện tại công ty này đã ngưng hợp tác với Miss Universe quốc tế. Vì vậy, việc dự thi quốc tế của Thảo Nhi Lê phụ thuộc vào sự đồng ý của tổ chức mới. Tuy nhiên, với vai trò là giám đốc quốc gia mới của Miss Universe Việt Nam, Quỳnh Nga cho biết đơn vị sẽ tổ chức một cuộc thi để lựa chọn người dự thi Miss Universe 2023 được diễn ra tại El Salvador. Động thái này của Quỳnh Nga đang ngầm thừa nhận người dự thi Miss Universe 2023 không phải Thảo Nhi Lê mà là mỹ nhân nào đó do công ty của cô lựa chọn. Hiện tại, tổ chức Miss Universe Việt Nam mới đang bị tố cáo tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam của công ty Unicorp họ chuyển nhượng bản quyền tên quốc tế nhưng không chuyển nhượng tên tiếng Việt. Vụ việc đang gây bức xúc và tranh cãi giữa cộng đồng fan hai bên.